Tổng thống Donald Trump có thể sẽ dừng lại tại Trung Quốc vào tháng 11 sắp tới đây trong chuyến công du đầu tiên ở Á Châu. Chuyến đi này diễn ra trong lúc đang có sự căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên với khu vực lân cận vì các cuộc thử nghiệm nguyên tử của Bắc Hàn. Theo tin của hãng thông tấn Reuters, Washington và đồng minh đang có nhu cầu cấp thiết là Trung Quốc, một trong đồng minh quan trọng hàng đầu của chế độ Bình Nhưỡng, phải có thêm áp lực đối với quốc gia láng giềng đang bị cả thế giới cô lập để ngăn chặn sự phát triển chương trình chế tạo hỏa tiễn và võ khí nguyên tử. Chủ tịch nhà nước Trung Quốc là ông Tập Cận Bình đã mời ông Trump thăm quốc gia này khi gặp ở Palm Beach, Florida vào hồi tháng 4. Tổng thống Mỹ dự trù sẽ tham dự cuộc họp thượng đỉnh mỹ asean và thượng đỉnh Á-Âu ở Philippines vào tháng 11 và cả hội nghị hợp tác kinh tế Á-Châu-Thái Bình Dương APEC ở Việt Nam.